sân vận động thành phố Tam Kỳ. À, nhảy bên phải hả? Đá bên trái nào. Rất tốc độ, qua luôn. Dứt điểm, vào. Cánh tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hạ cánh tại sân bay xong rồi đi xe vào trung tâm thành phố. Thì vô tình là giờ là 9 giờ sáng, kiếm một cái quán ăn. Nghe Lam nói là ra Quảng Nam là phải ăn mì Quảng, phải không? Nên kiếm cái quán mì Quảng 5 sao để ăn. Cái quán nằm đâu mà phải đi bộ múc dĩa gà nè. Còn ngày có ngày sau nữa hả? Ngày kìa. Sau luôn, ngày đường á. Giờ dành đó. Đó, mai mình có sự kiện của Kun Siêu Phàm tại đây. Cùng Kun là việc tốt. Anh em cùng chờ xem ha. Giờ thì đói quá, đi chợ ăn sáng thôi. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Sao? Hợp lý chứ hả? Đó, vừa ý Lam ăn mì Quảng. Ăn thử cái rồi. Vì bây giờ phải ăn ngon hay nói ngon nha. Để anh giới nha. Trứng cút, thịt, tôm, bánh bông tôm, thịt cồ, có vẻ ngon đấy. Được, ok ha. Bắt tiên ha. Đói quá. À, vừa sáng đói quá trời rồi. Ăn chút chút thôi. Ba người bốn tô. Ông này uống hai tô. Ngon, 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 ngon. Ngon. Cô chính, cô chính luôn. Cô chính, đường gì ta? Em không nhớ. Không nhớ nữa. Không nhớ luôn. Thôi để đường điện cũ. Nãy anh ba anh em mới uống cà phê trước sân vận động thành phố Tam Kỳ. Uống cà phê xong rồi anh em thay lại đồ rồi. Một đỏ với hai trắng. Để vào sân vận động xem mặt cỏ và các khán đài của câu bộ bóng đá Quảng Nam đang đá giải nhất V-League 2. Đó, tới đá Phú Đồng hả? 7 tháng 8, 22 tháng 7 thì đá Bình Phước. 9 tháng 7 đá Phú Đồng. 9 tháng 7 đá câu bộ Phú Đồng. Ok, anh em ở Tam Kỳ điểm danh. Nhớ đi xem ủng hộ. Ủa, chị tưởng đi lên đây. Đi dưới này hả? Ok. Kéo đi làm chi cho nó mệt nha. À đây. Đây là để tập sút nè. Ok. Và đây là sân vận động thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. WNK, WNK. Ok hả? Giật vài đường đây chứ hả? Ok, vậy thì để ba lô mà rồi lên băng thôi. Ok.
trên khán đài nhìn sân rất là đẹp nha. Ồ, gì đây? Ơi, đang làm gì vậy? Dạy bài. Ok. Bài lỗi. Bài lỗi. Không có trong phương án hả? Ghê ghê, ok. Bài đây anh thấy. Không có trong kịch bản. Không trong kịch bản hả? Ghê không? Chiu. Đây là sân vận động thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Xong. Let's go. Trong kia ướt nhẹp thôi. Sang ngang. Không sang ngang vô cũng được. Wow. Vô. Ngay góc không? Gần ngay góc hả? Trái nữa. Đây là hậu quả của việc mang đế giày IC trên mặt cỏ thật đó nha anh em. Đặt trụ ngay bãi nước. Kê chỗ này khô nè. Té xong. Tại do mang giày để bằng á. Sẵn ngang. Wow. Kê thủ môn cao mét mốt nè, hàng chi mét mốt. Ok thôi ra rồi. Yeah. Giờ hay luôn rồi Long ơi, chơi banh sát sân Quảng Nam rồi, tình hình là giày ướt dẹp luôn. Ông kia ông đang làm gì vậy? Đập giày nó ướt, đập giày ướt hết hả? Đập lại coi, đập lại hư giày á, đập coi. Cái gì vậy? Giày diễn quá. Trời, giày đau á. Ok, rồi giờ mấy anh em sẽ lên đường về khách sạn cất đồ. Mình thấy xe câu lạc bộ Quảng Nam thì đứng kia. Có logo. Quầy bán vé ở đây. Giá vé khá rẻ, 30, 20. Anh em nhớ tới xem đá banh nha. Nặng quá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Mình vừa lấy thẻ nhân phòng xong. Lại là Mường Thanh. Lần nào đi chương trình cho Jakun cũng ở Mường Thanh hết. Đẹp không? Chưa. Nói gì nữa, Mường Thanh. Long Lam thì đứng trong kia chờ lên phòng rồi. Lên đường. Ủa sao vậy Long? Trở dậy luôn rồi. Ướt nhẹp rồi. Quậy quá, ướt nhẹp luôn rồi. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Hồi sáng mình ghé qua sân vận động Tam Kỳ thì lúc đó là 11 giờ. Bây giờ là 3 giờ chiều. Thì mình được biết là hôm nay là U15 của tỉnh tập tại sân vận động Tam Kỳ. Thì giờ ra xem mấy anh em U15 tập như thế nào ha. Còn Long Lam giờ đang ở khách sạn vẫn còn đang ngủ. Hồi sáng thì mình đi cái hướng phía dưới, lần này mình thử đi cái hướng nó chợ rác. Đó. Cái hướng nó lạ hơn. Đây là U15. U15 mà cao dữ ta. Đang tập luyện. 1, 2, 3, 4 tổ đá ma. Dưới kia huấn luyện viên. Một số cầu thủ nữa phía bên này. Khó dữ ta. Trời 4-2 khó lắm á. Đơn giản đâu.
4-1 nè. Có huấn luyện viên vô chơi chung luôn. Toàn 4-2 với 4-1 thôi. Đám ma 4-2, 4-1 hơi bị khó rồi nha. Rất tiếc là mình không biết tên các cầu thủ. Vô luôn. Bài tập khá đơn giản. Thảy bóng lên, huấn luyện viên đặt lòng và ngã người đỡ. Đặt lòng nhẹ, sệt để cho thủ môn đổ người, tập đổ người. Mizuno, Nike Phantom, Magista. Lại là Nike. 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 Này giống T90 hết ta. Adidas Predator. Nike. Adidas. Này lạ quá, F50 hả hay X? Không nhớ. T90 hả? Phải không ta? À không. Mercurial. Adidas. Đa số mang Nike. Đôi rất đẹp đây. Trời nắng thế này tập hóc nha. Mệt nha. Bên đây có một đứa U đang tập. Giờ chụp hình. Hello, đang tập. Tập đi. Có. Sao mà nhảy đây? Bị phạt hả? Chạy thua hả? Chạy lại thắng nha. Đang tập thể lực hả? Ok, tập tiếp đi. Hả? Em lên TV được không? Được, đang lên đó. Đây là 10 tuổi. 11 rồi hả? 11, 12 hết rồi hả? Ok. Anh thi đó bạn, nó đeo đi rồi đó. Nó phụ cái này. Đúng rồi. Anh đang TikTok đúng không? Sao biết hay vậy? Yeah. Em follow nè bạn. Ok, cảm ơn em nha. Lên thi bằng em follow anh. Em follow anh rồi. Ok. Dạ rồi, follow hết rồi. Ghê vậy. Lên thi bằng banh hẹp. Hả? Bằng 2 chập giá. Phòng anh gì? Chuẩn bị đấu tiếp kìa. Vô, let's go. Ủa game này sao có? Cố lên. Tổ 1, tổ 2, tổ 3. Ok. Ghê quá, chạy dữ quá. Đang dẫn đầu là tổ số 3. 1, 2, 3. Cố lên. Sao ăn rồi. Ghê. Ok, hay quá. Tuyệt vời. Tôi thắng rồi. Tân banh hả? Muốn coi tân banh hả? Rồi tân cái thôi nha. Tân quà luôn á. Tân quà luôn á. Anh thi vòng 2 cái nha. Nè, vòng 2 cái nè. Thôi, 2 cái thôi. 1, 2, rồi thôi 2 cái được. Rồi ha. Cất lại. Ok nha, thôi ra ngoài kia đây. Bye bye. Em tên gì? Biển mà Văn Thắng hả? Em U mấy? 15 tuổi hả? Ok, to dữ rồi, to hơn anh luôn. Đá bà chơi bên với anh nha. Được không? Đá bà chơi bên với anh nha. Vô, dọn cả dây qua. Chăm bên đâu vậy? Chăm bên đâu? Đây đúng không? Ok. Vô ha. Yeah. Chơi đó mình bẻ lại. Thấy Thắng nhảy bên kia mình bẻ lại. Bồ đặt lòng bẻ lại. Cái nữa. Ra ngoài. Trời ơi, chết cục dọc.
cái nữa nha. Yeah. Thấy Thắng nhảy bên này mình bẻ ngược bên này. Đợi Thắng nhảy mình mới đá. Ok. Quả này thì đá sau đây. Tiếp tục đợi di chuyển. Yeah. Ôi. Cái nữa. À, thôi. Chạy nữa nha. Tập ớt bên. Wow. Ok. Rồi, cảm ơn Thắng. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Lấy em có bắt bên kia không? Lấy em có bắt bên kia không? Có. Có, chắc hiệp sau. Ở dưới đang đá 11 vs 11 hả? Nửa sân. Đúng không? 1, 2, 3. Ờ, 11. Đá trong không gian hẹp hơn, gần hơn, dễ dứt điểm hơn. Ok. Hình như không có đá việc gì. Ghê hả? Vị trí banh dưới vậy. Nãy giờ có bàn nào chưa? Chưa bàn nào à? Ồ. Chủ yếu là tập truyền. Đông vậy vô truyền thôi. Chị Lai một bàn. Rồi, chuyền cho anh lên. Gãy luôn. Và đây là huấn luyện viên An của U15. Kỹ năng rất là tốt nha, 15 tuổi. Kỹ năng chắc đỉnh hơn mấy ông U22 20 Lê Minh mình nữa. Mà phải thôi, phong trào chuyên nghiệp sao so sánh. Khó lắm. Trời, không tới bên này. Hàng trái coi. Không có cú sút. Ý, trời ơi. Dứt điểm. Ủa, không dứt. Chuyền không à, đâu có chịu sút đâu. Đi. Lên bên. Tát, tát, tát. Chứ phải. Không tới. Kỹ năng rất là tốt nha. Đường chuyền dài. Bóng đang ở bên phía cánh trái. Ồ, tạt vô không được. Nãy đá ma, giờ nè thi đấu cự ly gần và tập chuyền. Phát ra xin. Quá khỏe. Thật khỏe. Không dứt điểm. Đi luôn. Đây nè. Wow. Phải vậy chứ. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Bóng vào từ thủ môn. Dài, chuyển biến. Hơi sâu. Theo kịp không? Ok. Chạy khỏe quá mà. Vẫn còn.
Ồ, hết pin à. Chơi. Nhét. Rồi. Trọng tài sửa vậy đó. Ở lộn. Huấn luyện viên sửa vậy đó. Bây giờ là gần 4 giờ rồi. Xong trận này chắc không kịp xong trận nữa, mình sẽ ra trường tiểu học 76 để tổng duyệt. Hy vọng là những thước phim bóng đá thế này đem lại những video clip thú vị cho anh em xem. Đừng quên like đăng ký kênh nhé. Xem mọi người tập luyện cũng thấy thú vị đúng không? Anh em cũng cố gắng tập luyện để giỏi như các bạn như U15 này nha. Ồ, dễ cho anh hay quá. Wow, cú sút rất mạnh. Lấy cái đầu cả nào. Lấy cái đầu nào. Đánh đầu. Không được. Phản công nhanh. Rất tốc độ. Qua luôn. Dứt điểm. Vào. Phản công nhanh. Pha đi đón tốc độ dứt điểm bằng chân trái của team áo xanh. Giống như hồi nãy luôn. Hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Như vậy là một đều. Chuyền ra ngoài. Tấn công. Ok. Xem buổi tập của U15 thì kỹ năng của các bạn rất là tốt. Đối với lại 18 tuổi đối với mình thấy hơi bị ghê luôn á. Chứ so với mấy ông lê mình của mình thì trời ơi, nhìn dò nhìn chẳng thấy chênh lệch quá. Mà thôi, phong trào chuyên nghiệp mà. Thôi giờ thì mình ra trường tiểu học 76 để chạy chương trình cho Cung Cun làm việc tốt ha. Mọi người mình chờ xem tiếp nhé. Đừng quên đăng ký kênh nhé mọi người ơi. Tình hình là mình đã tổng duyệt xong sân khấu phía bên kia và trong trường có mỗi sân banh cũng khá là đường phố. Và Long Lam đang ở phía bên này để giật quả bóng của Cun. Chớp chớp. Tám tuốt. Ồ, quả bóng đẹp quá. Ai muốn sở hữu quả bóng này thì mua sữa Cun để đổi. Tập tiếp theo thì mình, Long, Lam sẽ có một trận đá bóng tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Anh em nhớ đăng ký kênh để cùng chờ xem nha. Bye bye!